Vâng, chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình review bất động sản của kênh Địa ốc Long Trường Phát ngày hôm nay nha quý vị. Hiện tại thì Địa ốc Long Trường Phát đang đứng ngay đường DR3 thuộc khu đi tái định cư Mỹ Phước 3. Và đây chính là sản phẩm bất động sản mà Địa ốc Long Trường Phát sẽ giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn ngày hôm nay. Có diện tích là 5x30, thổ cư là 100%, có một mức giá khá rẻ là 1 tỷ 550 triệu. Mật độ dân cư xây dựng hiện tại ở đây là khá đông. Với sản phẩm này thì các tiện ích thì xin được nhắc lại cho quý vị các bạn, đó là chợ tự phát của Mỹ Phước 3 DD9 thì cách đây khoảng tầm 500m thôi. Các cái đường huyết mạch kinh tế như là đường Mỹ Phước Tân Vạn, đường quốc lộ 13, đường NE8, đường vành đai 4 thì cách đây trong bán kính là 1 km nha quý vị. Các cái dịch vụ về trường học, các cái trường học như là trường mầm non thì ngay đường NR12 thì có 2 trường mầm non, trường tiểu học Thới Hòa, trường trung học cơ sở Thới Hòa, trường đại học Việt Đức và trường đại học Thủ Dầu Một thì trong bán kính là 2 km, và được bao bọc bởi 4 khu công nghiệp, khu công nghiệp 1, 2, 3, 4. Và để di chuyển về đó thì chỉ mất 5 đến 10 phút thôi. Rất là gần với siêu thị Go này, phố đi bộ Ecolac. Đấy, rất là phù hợp cho quý vị các bạn mua để định cư, để ở. Một nền bất động sản thuộc đất ở đô thị 150m2 và chỉ có một cái mức giá là 1 tỷ 550 triệu thôi. Chỉ hơn 10 triệu một mét thôi quý vị các bạn. Đất Bình Dương, thuộc Bến Cát Bình Dương. Và Bến Cát thì chuẩn bị lên thành phố rồi, nên là có thể thấy được cái tiềm năng của cái sản phẩm này. Đừng quên liên hệ cho Địa ốc Long Trường Phát qua số điện thoại là 0937105887 để sở hữu sản phẩm này nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video. Xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo.